Hành trình nghỉ lễ 2 tháng 9 của con như thế nào, Lu, vui không? Vui, sáng xỉn, trưa xỉn, chiều xỉn, tối cũng xỉn. Nhậu riết vậy mày? Khuya cũng xỉn luôn. Trời ơi, nhậu thâu đêm suốt sáng luôn hả Lu? Nhậu có vui vẻ đâu mà nhậu dữ vậy Lu? Đúng rồi, không có gì vui á. Không gì vui sao nhậu hoài vậy? Nhậu để tìm niềm vui. Đã biết nhậu không vui mà còn nhậu để tìm niềm vui thì nhậu xong rồi mới biết không vui. Vậy còn nhậu còn chi? Thì nhậu để biết nó không vui để còn không nhậu. Trời ơi, khúc này là tao bắt đầu nhức đầu với mày rồi đó. Tác hại của việc nhậu á, tôi nói chuyện mà tôi còn không hiểu tôi đang nói gì mà. Rồi ông, kỳ lễ của ông có vui không? Vui lắm. Sao sao? Kể nghe chơi coi. Không vui là tôi táp ông á. Sáng coi Facebook, trưa coi TikTok, chiều coi YouTube, tối xem TV, hết. Vui thấy sợ luôn. Sao không vui mày? Tưởng ông có gì hơn tôi, ai ngờ buồn hiu, nghe chán thấy mồ luôn. Tao sợ nhất nào ra đường mấy ngày lễ kẹt xe dữ lắm, chịu không nổi đâu. Kẹt xe lấy con mà cưỡi. Mày bị lộn mà luôn, mày làm như mày ngựa không bằng à? Tôi ngựa mà. Tại ba biết rồi chứ còn ngựa dữ lắm. Ừ mà mày ngựa thiệt nha. Sao ba nói con ngựa? Tao để ý mày hay mở điện thoại ra xem người ta bán đồ online dữ lắm nè. Thì coi coi có mặt hàng gì tốt đẹp báo cáo với ba. Chi? Kêu ba mua chứ chi? Hỏi gì cũng hỏi thừa không? Rồi có tìm thấy mặt hàng nào ngon không? Có nhiều lắm luôn á. Có bà kia bà bán dép lào 18.000, 18 đô. Gì rẻ dữ vậy mày? Ừ, bà dọn kho để chuyển qua bán dép tủ ông, 18 đôi, 8.000. Trời coi dép tụi ông mà còn rẻ dép lào nữa hả? Ừ, bà chuyển qua đi, bà bán mắm 8 chén mắm 800.000. Trời coi mắm gì mà một chén 100.000 dữ vậy mày? Nói hơi bậy xíu đừng chửi nha. Nói đi đừng có bậy quá là được. Mắm chó. Trời coi xưa giờ nghe mắm chân, mắm linh, mắm này mắm nọ làm gì có mắm chó. Thì bởi nó lạ cho nên nó mới mắc. Rồi có ai mua không? Tao mua hết luôn. Rồi bà chuyển qua bán gì nữa? Cái bà nghỉ bán luôn. Rồi bà làm gì? Bà lấy tiền lời đi mua đồ. Mua đồ gì? Bà lên mua mấy cái áo thùng polo với quần jean của thương hiệu Thánh Lồng Tiếng. Rồi đúng rồi bà, đúng rồi. Bán tháo dép lào xong rồi chuyển qua dép tụi ông rồi chuyển qua bán mắm để lấy tiền lời mua áo thùng polo của Thánh Lồng Tiếng hả? Rồi đúng rồi bà, đúng rồi. Quần áo của Thánh Lồng Tiếng khá đặc biệt nên chị này chỉ chuộng lắm. Mà nhiều cái biết không? Con biết, liên hệ Thánh Lồng Tiếng hỏi thử đi ba. Không biết có gì đặc biệt mà bà này bà đổi cả một hành trình buôn bán chuyển qua để mua áo của Thánh Lồng Tiếng luôn. Ba có ý định gì không? Có nè. Ý định gì? Bán mày mua áo luôn. Chơi kỹ cha. Hiện tại trên tay của Khang là những mẫu quần áo polo chất liệu vải cột tông 4 chiều. Trên người Khang cũng đang khoác lên một chiếc áo thun polo do chính Khang sản xuất với thương hiệu riêng của Khang, TLT, đọc sở hơn là TLT, viết tắt của chữ Thánh Lồng Tiếng. Cô chú anh chị em nếu như có ai quý mến Khang thì có thể đặt niềm tin vào sản phẩm tiếp theo này của Khang nhé. Khang đang từng ngày từng bước sản xuất ra những mẫu sản phẩm mới nhất, phù hợp nhất để đáp ứng được từng nhu cầu của mọi người. Cứ để lại comment với cú pháp 299 cách số điện thoại giùm Khang. 299 tức là chi phí của một chiếc áo thun polo bên Khang đây. Cô chú anh chị em khi nhận hàng thì nhớ kiểm tra hàng kỹ giúp Khang. Có logo của Thánh Lồng Tiếng và phía sau ngay cổ này cũng có chữ TLT, TLT tức là viết tắt của Thánh Lồng Tiếng. Cứ để lại cú pháp 299 cách số điện thoại giúp Khang nhé. Bên Khang sẽ kết bạn Zalo và gửi tất cả các mẫu quần áo màu sắc qua cho cô chú anh chị em lựa chọn. Áo bên Khang nam nữ đều mặc được, giống như phía sau Khang đây. Đây là áo thun polo của Khang, nữ đều mặc được, nam cũng mặc được, rất đẹp giống như Khang đang mặc đây. Áo thun polo này chúng ta có thể mặc kết hợp với quần jean hoặc là quần tây gì cũng được cả. Bên Khang cũng đang dần dần sản xuất thêm những mẫu quần jean, quần tây. Cô chú anh chị em sau này muốn theo dõi tất cả các mặt hàng thời trang sản phẩm ở bên Khang thì có thể lên website thanhlongtieng.vn để cập nhật nhé.